tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, mới đây bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân 42 tuổi, mệt lả, sốt, chướng bụng, tiêu chảy, đau rốn trên nhiều và ngày càng tăng khi nhập viện. Gia đình cho biết, sau khi nuốt phải xương gà, bệnh nhân đã đến một cơ sở y tế siêu âm nhưng chưa ghi nhận bất thường. Lần này khám, bác sĩ phát hiện người bệnh bị nhiều mảnh xương dài khoảng 3cm đâm xuyên đoạn cuối hồi tràng và khung đại tràng. Khi phẫu thuật, bác sĩ ghi nhận ổ bụng bệnh nhân có mủ, dị vật đâm thủng thành ruột non gây viêm phúc mạc. Ekip mổ khâu lỗ thủng ruột non, đặt dẫn lưu hố chậu phải. Hậu phẫu, người bệnh phục hồi, dự kiến vài ngày sẽ xuất viện. Theo các bác sĩ, thủng ruột non là tình trạng cấp cứu tương đối hiếm gặp và đa phần là do dị vật. Cái hóc dị vật này thường là do chủ quan và sau đấy là các cái cách xử trí. Sau khi mà bị hóc dị vật thì xử trí sai cách dẫn đến là có những cái biến chứng nặng. Đấy, ví dụ như là các dị vật đường tiêu hóa thường gặp có thể là những cái tăm, xương. Xương thì có thể có xương cá, xương gà. Trẻ em thì một số hay hóc đồ chơi hay là những cái loại hạt. Bệnh nhân sau khi ăn lẩu thì ở trong cái nước dùng ấy có cái xương. Thế là bệnh nhân bị hóc. Và sau đấy thì thường theo kinh nghiệm dân gian cũng như là tự xử lý ở nhà là thường sau khi mà hóc dị vật thì người ta hay uống ngụm nước to hay là cố gắng ăn thêm nhiều vào để hy vọng là cái dị vật đấy có thể trôi xuống. Thế nhưng thực tế mà nói thì khi mà hóc dị vật như thế mà xử trí như thế thì sẽ càng làm phức tạp vấn đề hơn. Vì là khi mà làm như thế thì cái dị vật đấy bản thân nó không thể trôi xuống sâu được. Mà những cái thức ăn mà mình ăn nhiều vào như thế mà nếu mà nôn ra nguy cơ sặc dẫn vào đường thở, khí quản, nguy cơ có thể suy hấp và tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo trường hợp nghi ngờ hóc hay nuốt dị vật cần đến bệnh viện kiểm tra, điều trị kịp thời. Không nên cố nuốt thêm thức ăn, nước hoặc chữa bằng mẹo sẽ làm tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, bệnh càng trầm trọng thêm. Đối với người lớn thì mình sau khi mà mắc dị vật xong thì cũng không nên tự ý xử trí cái gì cả. Mà mình cũng nên đến cơ sở y tế để có thể được hỗ trợ về thăm khám và tiến hành nội soi để gắp dị vật.